Thưa quý vị, liên quan đến thảm họa cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, để chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát với các gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố và các đơn vị tổ chức từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Đây là động thái nhằm chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát của các gia đình bị nạn. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt tổ chức một phút mặc niệm nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy vào 8 giờ ngày 18 tháng 9. Những ngày qua, rất nhiều cơ quan đoàn thể, trong đó có Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, các tự viện, quý Phật tử đã kịp thời thăm hỏi, động viên, trao quà cho các nạn nhân may mắn sống sót sau thảm họa. Trong hôm nay, 15 tháng 9, mùng 1 tháng 8 âm lịch, nhiều tự viện trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cũng cử hành nghi thức cầu siêu, tụng kinh cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số được vãng sanh về miền cực lạc.